Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương sở tại. Kính thưa đồng đạo Trần Văn Tấn là trưởng ban tổ chức, trưởng ban ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Kính thưa quý vị là trưởng ban, là phó ban, là thành viên trong các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của thành phố Châu Đốc đồng để tham dự. Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị mạnh thường quân. Kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thành kính. Chúng tôi cũng được sự phân công của ban phụ truyền giáo lý ban trị sự trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ qua bốn câu trong thánh phẩm mà Đức Thầy cho bà ký giỏi, tức là cho cô ký giỏi. Vậy thì lời nói đầu tiên thì chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Thì đặc biệt ngày hôm nay thì trở về đây theo cái lời mời ban tổ chức được sự phân công, thì giờ đây chúng tôi sẽ chia sẻ qua bốn câu giảng mà Đức Thầy cho cô ký giỏi. Bốn câu đầu tiên trong bài thi này đó là: rày rài đã tu thân lánh bụi hồng, dạ đừng suy nghĩ chuyện minh mông, để tâm yên tĩnh tầm chân lý, phổ cứu nhân sanh khắp đại đồng. Thì qua bốn câu giảng này có lẽ là quý đồng đạo chúng ta nằm lòng rồi. Cho nên được biết thì cô ký giỏi thì cổ tên là Triệu Thị Vạn, sinh năm 1897. Cho nên nếu nói góc độ đó thì cô ký đó lớn hơn thầy chúng ta 23 tuổi. Và được biết rằng cha cô ký giỏi đó là một cái người là cái gốc của người Hoa. Bởi vì biết rằng thời kỳ đó thì cái người miền Nam chúng ta thì phần nhiều gốc người Hoa. Và tướng cô ký giỏi thì rất là cao ráo, tức là phụ nữ nhưng mà cái tướng thì rất là nam tính. Và sau đó thì gả cho ông Võ Văn Giỏi, cụ của tức là thư ký số phủ Nam Kỳ lúc bấy giờ. Thì quý vị biết rằng đây cũng là một cái chức vụ rất là quan trọng, có nghĩa là ông Võ Văn Giỏi đó thì thường làm thư ký của thống soái toàn quyền của Nam Kỳ. Cho nên thì sau khi nghỉ hưu cho nên được có cái danh là cựu thư ký của số phủ Nam Kỳ. Như vậy thì lúc bấy giờ thì được biết đó, thì một đêm nọ đó thì cô Triệu Thị Vạn, tức là vợ cô ký giỏi mà tục gọi là cô ký hoặc là bà ký, thì nằm mơ đó thấy cha mình về báo mộng là ở làng Hòa Hảo đó có ông Phật ra đời mở đạo. Cho nên lúc bây giờ mà cô nghe như vậy thì lúc bây giờ là cô cũng đang giống như là cũng không có tin lắm. Thì qua lần sau cha cô báo mộng nữa bảo cô là phải lên đó quy y. Cho nên đồng đạo nhớ không, nhất là mình mà khi có cha mẹ mà cha mẹ mình mất rồi đó, mà đồng đạo mà nằm mộng mà thấy mẹ mình, cha mình đó mà kêu mình làm cái gì đó là chúng ta không có dám mà bỏ lãng đồng đạo. Bởi vì lúc đầu thì ngán, bởi vì đường từ Bạc Liêu mà về đến Hòa Hảo của quận Tân Châu, tỉnh Lỵ Châu Đốc ngày xưa thì đồng đạo thấy nó xa dữ lắm. Hồi đó thì đây là cái vùng khỉ ho gò gái, đâu có phương tiện mà xe cộ như mình giờ này đồng đạo. Hồi đó là đi bằng thuyền bè, mà từ Bạc Liêu mà về đây đó là đi mấy ngày mấy đêm mới tới. Cho nên khi thấy cha, nghe cha mình khi nằm mộng nghe thấy cha mình báo là về trên Hòa Hảo đó có ông Phật xuất hiện là lên đó mà tu, thì nghe như vậy chứ cũng không quan tâm. Đến lần sau thì đi. Cho nên thì năm 1939 thì khi về tổ đình mới là thọ giáo quy y. Thì thật sự là hồi đó tôi cứ nghĩ là lúc mình chưa hiểu một chuyện này đâu nè, mình cứ nghĩ là Đức Thầy xuống nhà ông ký giỏi đó thì cô ký mới tu. Nhưng mà không ngờ thì đây cũng là một cái nhân duyên nó có sẵn. Cho nên thì khi về tổ đình thì Đức Thầy mới quy cho cô ký.
Và đặc biệt cô ký được Đức Thầy đặt các pháp danh. Đây là điều đặc biệt làm đạo. Cho nên pháp danh cô ký giỏi là Diệu Giác. Cái chữ Diệu là đẹp, cái chữ Diệu là khéo léo, chữ Giác là thức, là tỉnh thức, là giác ngộ hoàn toàn. Cho nên Đức Thầy mới dạy là viết cho cô Diệu Ích Hàng đó. Cô tên là Triệu Thị Vạn chứ không phải là tên Diệu. Diệu là cái danh, cái Đức Thầy đặt cho cái pháp danh đó là Diệu Giác. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta thấy một người mà được Đức Thầy đặt pháp danh thì theo tôi nghĩ hy hữu lắm rồi. Bởi vì mình tìm hiểu nhiều về những cái mẫu chuyện bên Thầy đó, thì nhớ không lầm đó, Đức Thầy chưa đặt pháp danh cho ai, mà đặc biệt chỉ đặt pháp danh cho cô Triệu Thị Vạn, tức là bà Ký. Thì lúc bây giờ đó pháp danh là Diệu Giác. Cho nên sở dĩ nói vấn đề này để chi, có nhiều đồng đạo chúng ta đọc trong chấm thi Đức Thầy thì nghe Đức Thầy viết là viết cho cô Diệu Ích Hàng đó, thì mình không biết là cô này tên Diệu đó, nhưng không biết là nguyên nhân thế nào, thì đó là pháp danh. Và cái pháp danh Diệu Giác là chúng ta thấy là rất là tuyệt vời. Chữ Diệu là đẹp, một mặt là được biết rằng đó cô ký rất là đẹp, ngoại hình cao to, mình nói nôm na là cũng giống như là một phải nói rõ là hoa khôi trong làng lúc bấy giờ đó. Bởi vì vợ của ông cụ thơ ký, ông thơ ký số phủ Nam Kỳ phải đơn giản. Cho nên lúc bây giờ khi mà sống chung với ông ký mới sinh những đứa con, thì chúng ta thấy như trường hợp của Nam Võ Thị Hợi cũng từng là phải nói rõ là á hậu á, ở một cái vùng trong miền Tây chúng ta lúc bây giờ rất là đẹp. Cho nên Đức Thầy mà đặt cái pháp danh là Diệu, và cái người đẹp này giờ này đã tu hành rồi, đã gặp đạo rồi, cho nên là Diệu Giác. Và đặc biệt thì đối với cô ký có nhiều cái sự kiện ly kỳ, nhất là tôi nhớ những sự kiện trong Năm Lửa. Ông Năm Lửa đồng đạo biết tại sao mà có cái danh là Năm Lửa không? Ông tên là Trần Văn Sói. Thường thường thì mình cứ nghĩ là ông Năm Lửa thì ông này là ông nóng tánh nóng, thầy đặt cái danh là Năm Lửa. Nhưng mà khi tìm hiểu không phải đồng đạo. Thì lúc bây giờ ông Năm Lửa ông cũng giống như ông cũng là vỗ ngực xưng tên ta đây, là cái người rất là giỏi võ, rất là giỏi võ, người giống như là nói nôm na là rất là hay giỏi đó. Cho nên lúc bây giờ Đức Thầy mới cười, thầy nói chèn là tưởng gì, ông dòng đánh thua đàn bà rạc ở đây mà ông xưng ông nói ông giỏi. Thì lúc bây giờ ông Năm Lửa nghe nói vậy ông nói không phục, trời ơi mình là cái người giỏi võ thế này, tướng thì mình thì co cao to, nói chung là võ sư đó, mà gặp mình còn phải nể, mà hôm nay thầy nói mình đánh thua đàn bà nữa, đâu có phục được đâu. Cái lúc bây giờ cái thầy nói ông không phục phải không, ông có giỏi ông thi đấu với bà Ký không? Lúc bây giờ là Đức Thầy ở Sài Gòn, thì bà Ký nghe bà Ký sợ rồi đó, hỏi mình có biết võ công biết cái gì đâu mà giờ này bảo là thi đấu với người rất là giỏi võ. Thì lúc bây giờ đó, thì ông Năm Lửa ông chắc ăn rồi, ông nói nó thiệt cho thầy nghe, con mà thi đấu mà thua bà Ký đó là con nằm ngang cái đường này sao lửa cho lửa cán con đó thầy. Hỏi ông phát dám phát ngôn đồng đạo, bởi ông nghĩ là bà Ký làm sao đánh lại ông. Thì trong khi đó đồng đạo thấy bà Ký thì bà sợ, bà đâu có dám. Thầy nói nghe lời thầy, đánh đi, đánh cho ông té ngã luôn. Thì không ngờ nói quyền linh không, một người phụ nữ không có một cái học một cái ngày võ nào hết, không có một cái món võ nghệ nào cả, mà nhờ cái quyền linh của thầy gia hộ, cho nên cuối cùng đánh có vài quyền thôi là hạ được ông Năm Lửa. Cho nên lúc bây giờ thì ông Năm Lửa ông thua, ông ra nằm ở cái đường rầy xa lửa, ông nằm ông chờ cho lửa cán trong chết, vì còn nó bỡ lỡ hứa với thầy rồi. Và đặc biệt thì khi ông nằm ông đợi á, thì thầy biết, thầy mới nhờ người kêu ông thôi đi vô đi, thầy tha thứ cho rồi. Lúc đầu cũng không chịu nha, bởi vì một người rất là khẩu khí mà nói được làm được, nhưng mà cuối cùng thì thầy đầy, cho nên ông mới đi vào. Thì từ đó mới có biệt danh ông Năm Lửa. Ông Năm Lửa là ông nằm cái đường đầy sao lửa, ông đánh thua bà cái giỏi, chứ không phải là tánh nóng như lửa, mà thật sự ông này tánh cũng nóng như lửa nữa đồng đạo, phải không? Cho nên hôm nay mình hiểu cái này, cái mình biết được món nữa. Vì vậy cho nên từ đó thì mình mới suy được rằng Đức Thầy chúng ta có một cái quyền năng đặc biệt. Nếu mà được Đức Thầy mà hỗ trợ rồi là chúng ta phải nói rõ là muốn lên cái gì, muốn được cái gì là có cái đó. Cho nên hảo nào Đức Thầy mới dạy là muốn lên tiên được cõi tiên, nấc thang danh hiển thầy riêng cho mình. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta ráng tu hành thì sau này Đức Thầy sẽ ban phước huệ cho chúng ta, Đức Phật A Di Đà sẽ ban phước huệ chúng ta,
Cũng giống như trường hợp mà Đức Thầy đã ban cái quyền diệu, cái linh diệu cho cô ký giỏi đánh thắng năm lửa. Thì đây là mấu chuyện ở bên Thầy trong lúc Thầy ở Sài Gòn năm 1945. Như vậy thì giai đoạn Đức Thầy ở đường La Ve năm 1944 đó, thì Đức Thầy sáng tác bài thi này cho cô ký giỏi trong lúc đó. Chứ không phải là bài thi này Đức Thầy sáng tác ở tại Bạc Liêu. Và bài thi này thì hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ qua bốn câu giảng này. Thì bốn câu giảng này theo tôi nghĩ đúng không? Bởi vì đối với cô ký giỏi có một túc duyên rất là sâu với đạo với Thầy, cho nên Đức Thầy đặt một pháp danh. Và được biết là cô ký sống đến 96 tuổi đó, 96 tuổi mới qua đời đồng đạo. Vì vậy cho nên rất là thọ. Và đặc biệt thì theo cô bác kể lại thì sau khi mà Đức Thầy vắng mặt đó, thì cô ký cũng là một trong những nhân tố quan trọng về cái phương diện lập giáo. Và đặc biệt thì cũng đã làm cái nhiệm vụ phổ pháp. Nhưng mà rất tiếc trong thời kỳ đó nó không phải như bây giờ. Và thời kỳ đó chúng ta thấy rõ đâu có phải như bây giờ là 4.0, đâu có internet, đâu có mạng xã hội, cho nên thì mình cũng không có biết được nhiều về thông tin. Nhưng mà theo được biết là như vậy. Thì cái cơ sở mà chúng ta chứng minh đó, là ngay ở bốn câu giảng này mà Đức Thầy dạy câu đầu tiên là rài đã tu thân lánh bụi hồng. Vì vậy cho nên Đức Thầy bốn câu giảng này Đức Thầy vừa khuyên, Đức Thầy vừa dạy, và Đức Thầy muốn nhắc nhở cho cô ký giỏi ráng mà tu hành để làm cái nhiệm vụ khi Thầy tổ giao phó. Như vậy chữ rài là nay, giống như rài con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền tạo phước duyên rồi đồng đồng. Hoặc là rài tỉnh ngộ ái hà quyết dứt đèn đạo tâm sáng được soi đường, như Đức Thầy cho ông Cò Tàu Hảo. Như vậy là rài là nay, là hiện nay. Thì hiện nay cô ký giỏi gặp Đức Thầy đã hấp thụ một cái giáo thuyết học Phật tu nhân tại gia cư sĩ. Cho nên lúc giờ cô ký giỏi đã tu thân, rài đã tu thân, và đồng thời còn lắm bụi hồng. Cho nên hôm nay đây cũng là một cái khái niệm mà mỗi đồng đạo chúng ta nên nhận định. Nếu như tôi và quý vị chúng ta chưa tu thân, chúng ta chưa lánh bụi hồng, thì giờ này mình cũng học tập theo cái bài thi mà Đức Thầy cho cô ký, để bản thân cô ký đã tu thân, bản thân cô ký lánh bụi hồng, là cái người đủ duyên với Thầy. Thì toàn thể đồng đạo chúng ta cũng phải cố gắng. Bởi vì cái khái niệm tu thân và cái khái niệm bụi hồng, thì hai cái khái niệm này nó phải gắn liền với đề tu chúng ta. Nếu như hôm nay tôi bảo vị mà chúng ta tu đó mà mình không có tu thân, thì coi như là chúng ta cắt cái nhà mà không có một cái nền móng, thì đương nhiên cái nhà chúng ta sụp đổ đồng đạo. Bởi vì nếu nói về khái niệm của Khổng Giáo trong cái triết lý nhân sinh quan đạo Phật giáo hảo chúng ta, thì quý vị biết rằng Đức Thầy dạy đúc trong các lực các kinh. Cho nên trong giảng Thầy gồm đủ cả Tam giáo, Phật giáo, rồi Lão giáo, rồi Thánh giáo, tức là Phật Lão Nho, gọi là quy nguyên. Vì vậy cho nên nếu nói về cái phương diện về Thánh giáo mà Đức Thầy dạy là khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh, sách Thánh hiền và đạo làm người. Vậy thì Khổng Mạnh là Khổng Tử, Mạnh Tử dạy sách Thánh hiền, đạo làm người là cái gì? Thì nó rất là nhiều cái vấn đề. Mà cái yếu tố căn bản nhất là chúng ta đọc ở điều đăng cấm thứ nhất đó, thì để là rõ ràng phải giữ cho tròn luân lý tam căn ngũ thường, đây là cái đạo làm người. Và cái điều nổi trội nhất của Khổng Tử thì không ngoài cái bộ, thì cái bộ đó gọi là bộ Đại học ở trong Tứ Thơ. Dầu rằng là Tứ Thơ, nhưng mà trong Tứ Thơ này mà nếu nói về nguyên bản đó, thì Khổng Tử viết chỉ có hai bộ thôi, tức là chỉ có Đại học và Trung Dung. Còn Luận Ngữ thì do Thất Thập Nhị Hiền đúc kết lẫn những lời hay ý đẹp trong cái quá trình dạy đạo. Và đặc biệt thì Mạnh Tử, Mạnh Tử rất là do Mạnh Tử. Mạnh Tử mà nếu nói cho đúng thì kêu Đức Khổng Tử là ông tổ. Bởi vì khi Mạnh Tử, khi Đức Khổng Tử ngài qua đời thì ngài mới phó thác lại cho Tử Tư, phó thác lại cho Tăng Xâm, tức là đại đệ tử của ngài. Và sau đó thì Tăng Xâm mới phó thác lại cho Tử Tư. Tử Tư là cháu nội Khổng Tử. Và sau đó Tử Tư mới dạy Mạnh Tử. Cho nên nếu mà chúng ta nói độ đó thì Mạnh Tử đó nhỏ hơn Khổng Tử 190 mấy tuổi, như là 199 tuổi. Và nó trải qua ba đời. Về vậy cho nên cái quyển Mạnh Tử là ra đời sau này. Trong Tứ Thơ thì đặc biệt nhất là chú trọng là Đại Học và Trung Dung. Mà Đức Thầy hôm nay cũng dạy là Trung Dung. Đức Thầy cũng dạy chúng ta rất rõ là phải noi theo gương Khổng, như Đức Thầy cho Nguyễn Thanh Tân đồng đó, ông Nguyễn Kỳ Trân.
Rồi về ngũ kinh thì chúng ta thấy rõ, ngũ kinh là nguyên bản Khổng Tử. Đáng lẽ lục kinh, kinh thi, kinh thơ, kinh nhạc, kinh lễ, kinh xuân thu. Nhưng mà lúc bây giờ thì Tần Thủy Hoàng thì đã đốt cái kinh nhạc. Tức là ngày xưa có kinh nhạc, nhưng đến Tần Thủy Hoàng đốt bộ kinh nhạc, nên còn ngũ kinh. Đáng lẽ lục kinh là ngũ kinh. Như vậy thì khi mà chúng ta mở cái quyển đại học ra, thì câu đầu tiên Khổng Tử giải rất rõ rồi: tự thiên tử, dĩ ư thứ nhân, nhất gia dị, vi tu thân chi bổn. Có nghĩa Khổng Tử dạy rất rõ là từ thiên tử cho đến các bậc thứ dân đều lấy sự tu thân làm gốc. Cho nên cái việc tu thân không phải là riêng của ai, mà đây là việc chung cho toàn xã hội. Nếu mà vua mà biết tu thân thì đất nước thái bình, cái người dân ấm no hạnh phúc. Quan mà biết tu thân thì đây là phụ mẫu để chăn dân, để lo cho dân, không có tham ô, không có hại dân. Mà cái người dân mà biết tu thân đó, thì người dân này luôn luôn sống một cuộc sống rất là thái bình, thạnh trị, không có tranh đấu, hơn thua với nhau. Vì vậy nên khái niệm tu thân là một khái niệm cần phải có. Mà hôm nay đây cũng là một cái thuyết gọi là tu tề trị bình. Mà ngày xưa Khổng Tử đề đắc rõ rồi, dục bình thiên hạ thì phải tiên trị kỳ quốc, dục trị kỳ quốc thì phải tiên tề kỳ gia, mà dục tề kỳ gia thì phải tiên tu kỳ thân. Cho nên hôm nay muốn đạt ở chỗ bình thiên hạ thì trước tiên thì chúng ta phải trị quốc cho giỏi. Mà muốn trị quốc cho giỏi thì phải trị gia đình trước, phải tề gia trước. Mà muốn tề gia cho giỏi thì bản thân người đó phải là tu thân. Tôi nói ví dụ, bản thân mình muốn được vợ mình nể nang mình, con cái nó nghe lời mình, cháu mình nó nghe lời mình, thì bản thân mình phải là người tu thân. Còn giờ này bản thân mình không có ra gì hết trơn, thì làm sao mà vợ con mình nó nghe lời mình, kính thưa đồng đạo? Hay hoặc là mình là người nữ mà bản thân không tu thân thì làm sao mà chồng con nể mình? Lúc đó mình dạy con không được, đồng đạo ơi. Tôi nói nôm na mình là đàn ông mà mình còn cờ bạc, còn sáng say chiều xỉn, mà mình kêu con mình đừng có uống rượu, đừng có cờ bạc, dễ gì nó nghe. Nó nói chàng ông còn cờ bạc còn kêu tôi nghĩ cái gì, thì nguy đòi đồng đập. Hay hoặc giả là mình là mẹ, mình ăn xài chân dọn lè lẹt quá, mà mình dạy con mình, nó nói bà nhìn bà kìa, dạy tôi gì, thiệt như thua luôn đồng đập. Phải không? Đây là một cái quy củ. Chúng tôi dùng cái quy củ trong cuộc sống. Cho nên mình muốn làm cho người ta tốt đẹp thì bản thân mình phải là người đẹp. Bản thân mình đẹp trước đi thì người ta mới tốt đẹp. Mình là cái người đi bán thuốc phong thì bản thân mình đừng có phong, bản thân mình nó sạch sẽ. Mình đi bán thuốc phong, thuốc rẻ mà cái thân mình còn phong còn rẻ nhiều quá, thuốc mình bán ai dám mua, thấy không đồng đạo? Mình kêu người ta, chị ơi tu hiền đi chị, thầy tôi dạy hay lắm tu hiền đi, mà cái miệng mình còn ba qua không có hiền, ai dám tu theo mình đồng đạo? Phải không? Mình nói chị ơi, chị đức thầy dạy, chị ơi đạo chồng vợ thuận hòa đến thác, mà bản thân mình nó lu bu hoài thì làm sao người ta nghe lời mình được? Vì vậy nên đây là cái thuyết tu thân mà mỗi đồng đạo chúng ta phải hiểu để chúng ta nhận định. Thì đấy là mình hiểu theo một cái khái niệm. Như vậy thì về từ ngữ, tu thân còn gọi là sửa mình, mà đức thầy dạy là Phật tiên thánh lòng nhân hà hải, những ước ao thế giới và hòa bình, nên khuyên đời truyền bá sử kinh cho sanh chúng sửa mình trong sạch. Cho nên hôm nay chúng ta phải sửa mình. Mà sửa mình là sửa cái gì đồng đạo? Sửa mình thì không ngoài chúng ta sửa thân, sửa khẩu, sửa ý. Nói cái này đồng đạo thuộc lòng, chẳng biết chi tâm sắp sửa nói gì đó. Không đồng đạo, khi nói là biết liền à, bữa nào cũng nghe nó nói chứ, nói biết là nghe chán luôn đồng đạo, phải không quý vị? Mà thật sự giàu chán cũng phải nói nữa, ngày nào cũng phải nói hết trơn. Đợi làm chi? Tôi nói cho quý vị nghe, giống tôi nói với tôi đó, rồi đồng thời quý vị nghe, tôi và quý vị chúng ta cùng sửa, không đồng đạo? Cho nên hôm nay quý vị cứ xem, lúc nào cũng xem mình cũng như là cái cây cảnh khết, lúc nào cũng xem mình là cái đồ vật rất là tệ, để chúng ta khắc phục, chúng ta sửa đồng đạo. Quý vị thấy không? Một cái cây mà muốn thành một cái đồ quý, một cái ghế, một cái bàn, một cái sản phẩm có giá trị, thì cái cây đó phải được đẽo, phải được bào, phải được gọt nhiều lần, phải được đánh bóng, đánh biết bao nhiêu cái miếng giấy nhám mà nó, rồi phải được sơn bu vân vân mới thành cái đồ đẹp được. Chứ cái cây trong rừng vác về ai mà nói cây đẹp đâu đồng đạo? Cho nên đức thầy mới dạy là sát trần tục cho cây cảnh khết. Đức thầy ví cái xác tôi là bị giống như cái cây trong rừng vậy.
Cho nên nhờ chúng ta làm hiền lành, làm hiền hoài ắt phải thiên mọn. Mình phải đục, phải đẽo, phải bào cho mình tốt đẹp lên đồng đạo. Vì vậy cho nên nếu như hôm nay mình mà không sửa mình thì xin thưa đồng đạo là Phật bất cứu đó. Bởi vì mình coi đòi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó giác diệu. Giờ này là mình coi đòi hết đúng không? Ở đâu không biết nghe. Chứ hội trường này là tôi bởi vì đã coi rồi, coi nhiều lần rồi, coi hàng trăm lần rồi, coi hàng nghìn lần rồi. Cho nên cái câu giảng mà coi rồi là mình đã coi rồi. Thì giờ này sao? Thân mình tự trị. Bảy chữ này là mình đã làm được cái đoạn đầu rồi, mình đã coi rồi, mình đã coi giảng rồi, mình đã nghe thuyết trình rồi. Cho nên nói là hiểu liền, thấy không? Nói là hiểu liền, đồng đạo nó lại, nó nói là hiểu liền. Hiểu luôn chứ ta muốn nói gì luôn. Vì vậy đã coi rồi thì giờ này mình trị mình. Nếu mà tôi bảo vị mà mình không trị được mình, Phật không dắt mình đồng đạo ơi. Bởi vì mình trị mình không được thì Phật gặp mình Phật cũng lắc đầu luôn. Phật bất cứu vì tâm còn á, sao Phật cứu chúng ta được. Cho nên tôi nhớ đến hai cái tảng đá. Lúc bây giờ thì một cái tảng đá nó than đó, thì nó thấy nó xấu hổ, nó mà than với cái tảng đá tượng Phật. Bởi vì hai tảng đá này lúc xưa là ở một nơi. Cho nên lúc bây giờ thì ông chủ ông mới là đem cái tảng đá về. Một cái thì ông làm tượng Phật, một cái ông làm nắp than, cái nắp than bực để lên nhà. Cho nên một bữa nọ thì cái tảng đá nắp than nó nói: thật sự anh sung sướng quá, ngày nào anh cũng được mọi người đến là cúng anh nè, cúng lại anh nè, trân trọng anh nè, mặc đồ đẹp cho anh nè, rồi là phải nói rõ là xịt là nước hoa đồ thơm nè, đẹp đẽ quá. Còn tôi thì tôi tủi thân, lúc nào bị người ta chà đạp hết anh ơi. Cái anh tảng đá tượng Phật anh nói: ấy vậy là anh quên rồi, anh nhớ không, tụi mình mà ngày xưa ở trong cái trong đá trong núi, khi ông chủ mà ông đục, ông khuân lên xe, ông chở mình về đây, khi trở về ông chẻ làm hai, ông để tôi một bên, anh một bên. Anh thì ông chỉ đẻo hai ba búa, ông để đó làm nó tha ông đi. Còn tôi thì anh biết đó, ông chẻ nhỏ, ông chẻ nhỏ, rồi ông đục, ông đẻo, ông đủ chi tiết chứ. Ông làm tôi về là mấy năm đó, còn anh này độ đẻo có ba búa. Cho nên tôi cực khổ dữ lắm, tôi chịu đựng dữ lắm. Bây giờ tôi mới được mọi người kính trọng tôn thờ. Còn anh hồi xưa đẻo ba búa thải ngang đó thì anh đâu cực khổ gì đâu. Cho nên anh bị chà đạp là phải rồi trong đó. Vì vậy vị thấy không, ở trên thế gian này, nếu là một vị nhân, là một nhân tài, thì đâu phải cái nhân tài đang không nó có đồng đạo. Quý vị còn nhớ ngày xưa không, khi mà một cái vị mà trạng nguyên thám qua bản nhãn mà gọi là vinh quy bái tổ, thì cái vị này phải là cái người học hành, phải thúc liễm, phải thúc phia dậy sớm, phải tu thân, phải sửa mình, rồi thi cử đậu được vua phong đó, rồi ban thưởng mới về vinh quy bái tổ. Một làng một xã như vậy có một người hay người đồng đạo á. Rồi ngày giờ này cũng vậy, chúng ta phải giữ phải xử như trong làng xã của mình, thì giàu học cái rất là nhiều, nhưng mà thường là giỏi những cái người văn danh chỉ có một hai người thôi. Cho nên thế gian này mà nếu nó một vĩ nhân đó, thì một người này phải đánh đổi một cái giá rất là lớn. Đồng đạo thấy Đức Phật của mình không? Phải nói gọi Đức Phật của mình là phải nói một cái người đánh đổi dữ lắm. Cả đền vàng điện ngọc bỏ hết, vợ đẹp con cưng bỏ hết. Một người là đông cung thế tử rất là giàu có đầy đủ đồng đạo, kẻ hầu người hạ đủ thứ hết, mà đùng một cái giác ngộ một cái là bỏ hết trơn. Bỏ hết trơn những cái là phải nói rõ là vương giả, để rồi mặc chiếc áo nhà tu, đi thăm thẳm vào rừng, ăn cũng không có ăn, uống không có uống, cũng không có chỗ ngủ luôn đồng đạo. Ngủ gốc cây, ở gốc cây, không có chỗ mưa đó. Mà đi tầm sư học đạo như vậy là 5 năm đồng đạo, hình dung giùm tôi cái. Rồi sau đó đó, rồi mọi người tu khổ hạnh đó, ở Đạch Ni Liên Thiền, hàng ngày ăn vài hạt mè để sống, tối hớp vài hớp xương à. Cực khổ như vậy mới được mọi người tôn thờ, cực khổ như vậy mới được đắc đạo. Vì vậy nên những cái gương này đã đồng đạo, chúng ta phải cố gắng học tập. Rồi đồng đạo thấy ông tổ, tổ tương truyền cũng vậy, có ông tổ nào mà sung sướng đâu chỉ giùm tôi đồng đạo. Xa thì mình không có không biết, nhưng mà Đạt Mã tổ sư nữa thấy không, trong quá trình tu tập mà muốn truyền đạo đó, từ Ấn Độ rồi mang cái lao qua bên Trung Hoa truyền đạo, gặp cái thời kỳ chưa tới, cho nên gặp Lương Võ Đế, cái người này không có tu thân, do đó thấy không hợp rồi, cho nên ông mới rút về núi Tung Sơn, vào chùa Thiếu Lâm Tự ngồi đó, cửu niên diện bích,
9 năm xây mặt ở vách tường để ngồi thiền định đó, cực khổ lắm. Đang đợi, đợi thời cơ đến, đến gặp nhị tổ Huệ Khả, để, tức là thần quan, để cầu đạo, để đòi truyền đạo. Rồi đồng đạo thấy Huệ Năng không? Tràn ra nó tới Huệ Năng cực khổ nữa. Ở đây đồng đạo rất là rõ rồi. Thì lúc bây giờ mà giả gạo thân hình thì ốm yếu, mà hàng ngày giả gạo bữa củi cực khổ lắm. Rồi khi mà được chứng thánh quả rồi, được tổ truyền y bát tưởng đâu sung sướng, tới tổ truyền y bát còn cực khổ hơn nữa. Nửa đêm như vậy ông thầy lén lén đưa qua sông. Hồi lúc con mê thì thầy độ, mà giờ này con ngộ thì con tự độ. Cho nên đi lánh nạn, đi tị nạn về hướng Nam, trốn trên dưới 17 năm. Đã là cái người đã chứng được thánh quả rồi đồng đạo, à lúc giờ đắc đạo rồi đó, được truyền nghi bát đắc đạo rồi đó, tức là lúc giờ đạt cái chỗ tâm không đó. Nhưng mà tâm không thì tâm không, chứ cái tướng nó còn khổ, còn phải chịu cái sự vài vò là 17 năm, hàng ngày sống với thợ săn rất là cực khổ. Cho nên lúc bây giờ đồng đạo thấy muốn truyền được đạo rất là khó, chứ không phải giờ này chúng ta tu hành mà sung sướng đồng đạo à. Vì vậy cho nên quý vị biết rằng cái khái niệm tu thân này thì mình phải tu sửa cho bản thân mình. Nếu đồng đạo nào tu hành mà chúng ta còn ngại cực, còn ngại khổ đó, thì chúng ta không có đắc đạo nữa. Mình cứ thẳng định không đắc đạo. Ngày giờ này tôi bảo vệ như tôi nè, nhiều khi là mình đọc lại kinh sách các vị tổ, những cái vị truyền giáo lỗi lạc đó, thì mình nhớ là chàng đó, mình bây giờ mình chỉ có một, mấy ông 100, mình mới có một thôi, mà có cực khổ gì đâu mà tháng. Nhiều khi vui vui cởi đồng đạo nghe để chia sẻ một chút vậy mà, thấy không? Chứ thật sự không có gì cả. Nếu mà so với các vị trước đây là tôi không có gì là cả. Vì vậy cho nên đồng đạo thấy ngày xưa người ta muốn cầu pháp đâu phải là đơn giản. Còn giờ này đối với mình sống trong thời kỳ này là thời kỳ phải nói rõ là thời kỳ đại ân xá, cho nên pháp thầy có sẵn hết, chỉ cần chúng ta ngồi nghe để chúng ta học, để chúng ta tu đồng đạo à. Đó là những cái khái niệm căn bản đó. Hôm nay muốn tu thân là phải như vậy đó. Đồng đạo đang ngồi đây là chúng ta đang tu thân nè. Mình nói gọn, đang ngồi đây đang tu thân gì nữa đồng đạo. Bởi lúc bây giờ thân mình đang tỉnh tọ ngồi nghe lời dạy Đức Thầy, mà chúng tôi là những người nhắc lời Đức Thầy để cho đồng đạo chúng ta nghe, để chúng ta thẩm thấu, để chúng ta tu hành. Thì mình ngồi đây mình đang tu thân nè. Bởi vì quá trình ngồi đây, một điều mà tôi đảm bảo được là thân chúng ta không có làm ác. Điều thứ hai là thân miệng chúng ta cũng không ác luôn. Ngồi nghe có nói chuyện được đâu nó ác. Mà trong tâm chúng ta cũng không nghĩ ác được luôn. Bởi trong tâm coi lắng nghe ông Chí Tâm nói đúng không? Hay nói đúng thì vỗ tay. Mà nói không hay là ông nói lộn rồi nè. Ông nói trật rồi. Chánh văn là phải như vậy. Mà ông đọc trật chữ rồi. Cho nên đồng đạo trong nội tâm đạo lúc này không có nghĩ gì khác nữa. Đang lắng tai nghe tôi nói. Thấy không? Hết hạn gì ở bên kia kiều kiều. Chị ơi chị, cháu ngoại làm sao à? Cháu nội làm sao? Im im đừng nói nữa. Đừng nói, để nghe Chí Tâm nói chuyện. Vì vậy cho nên giờ này quý vị thấy rõ, từ cái chuyện đơn giản này mà tôi cảm nhận là nên đồng đạo không? Ở đây quý vị thấy có những cái điểm thuyết giảng mình làm việc ở vùng dưới đó, không đông người lắm đâu. Tôi nhớ lúc 2 giờ ngày qua đó, khi mình ghé ở Tân Hương Tự mình thuyết cái đề chánh mạng, thật sự mình thương quý cô đó lắm. Chưa đầy 100 người, nhưng mà quý cô đó ngồi nghe đạo là thật sự là tôi nể luôn rồi đó. Ngồi phăng phắc đó, không có nói chuyện con nào hết, mà nghe cô bác kể đó nghe. Quý cô đó hồi đó giờ đó thì dự thuyết giảng không có phê bình. Ông nào thuyết hay thì cũng nghe, mà thuyết không hay cũng ngồi nghe. Chỉ có cái điều bữa nào mà Chí Tâm về đó thì người ta lại đông hơn bình thường thôi, thì nghe cô trưởng ban nói vậy đó. Mà thật sự là không có ai nghe nói chuyện hết đồng đạo. Mình cứ thoải mái mình nói hoài mà hết giờ thôi. Mà hết giờ nhiều khi người ta không cho mình nghỉ nữa, tức là người ta kêu mình nói nhiều nữa. Thế như hôm qua đó thì thật sự những cái đó là tôi rất là trân quý. Còn ở cái vùng mình, nhất là ở vùng Tân Châu, An Phú, Châu Phú, đây với cô dự hàng ngày đó, có những diễn đàn nhìn phải nói là lớp lớp ha, mấy trăm người. Nhưng mà cũng có diễn đàn chúng ta ồn lắm. Thật sự là tôi cũng bắt được xúc, nhưng mà thôi, mình không nói được, bởi vì anh em với nhau như con một cha đồng đạo với nhau rồi. Lịch sự thì mình cũng cố gắng mà làm cho xong nhiệm vụ. Đồng đạo nghe mình cũng mừng, mà đồng đạo không nghe nói chuyện mình cũng mừng, không có gì cả. Đối với mình không có gì cả đồng đạo. Nhưng mà cái ảnh hưởng là cái cá nhân của mình, khi mình làm không có tròn. Tôi làm tròn rồi. Tôi đầu tư rất là kỹ bài thuyết giảng của mình. Đối với tôi là tôi không có sợ rồi. Nhưng mà quý vị thì chúng ta cũng phải thế nào đó để thể hiện cho nó đúng, thì đó cũng là một trong vấn đề tu thân. Như vậy thì liên qua cái chuyện thời sự một chút, để chúng ta luôn tiện nhắc nhở với nhau một số vấn đề. Mà cái này không phải là tôi nói nha,
tôi nhắc giùm đó, bởi cái cô kia kêu tôi nói giùm mà tôi không nói là tôi bị tôi có hứa rồi, mình kẹt là hứa đồng nào không nói thì đâu có được phải không, chứ không phải là tôi nói cái gì nghe là tôi nói giùm người ta thôi, chứ tôi thì sao không được trơn. Vì vậy cho nên giờ này hiểu điều đó, cho nên trở lại vấn đề tu thân mà thầy dạy thì đồng đạo chúng ta cứ đẻo mình đi, đừng có đẻo người kế bên. Bao đồng đạo mình xem mình trước đi, mình coi mình như thế nào. Cho nên giờ này nếu thân mình mà nó còn cái gì hành động nó không đúng, nó phạm vào cái hành vi mà phạm vào đạo đức đó, về nhân phẩm của con người thì chúng ta nên bỏ. Mà đại để thầy dạy chúng ta là gồm cái sát sanh đạo tặc tà dâm. Một người mà còn phạm vào ba cái này rồi đồng đạo thấy không, họ đâu có là một con người nguyên vẹn đâu. Một người mà phạm vào sát sanh đạo tặc tà dâm là họ mất cái phần người đồng đạo ạ. Về vậy cho nên đây là một cái quy luật. Rồi mỗi đồng đạo chúng ta mà nếu mình không tu thân, mình không giữ kín cái miệng, mình mở miệng ra mình phạm cái này, mình phạm cái kia, mình phạm cái nọ, thì coi chừng ở kiếp lai sinh đó, cái miệng chúng ta thì to, cái cổ chúng ta thì nhỏ, cái bụng chúng ta thì lớn, ăn không được đồng đạo. Là con ngạ quỷ đúng không? Ăn không được đồng đạo à. Cho nên đây là cái định luật nhân quả nó chi phối rất là rõ. Vì vậy cho nên một cái người mà nếu mà chúng ta không cẩn ngôn cẩn hạnh thì lúc bây giờ tương lai chúng ta khổ lắm. Cho nên hôm nay chúng ta tu thân là chúng ta sửa mình để chúng ta được trọn vẹn, giữ được cái thân người của chúng ta. Về vậy Đức Phật mới dạy đó, nếu như một con người sống trong cõi đời này mà không phạm vào sát sanh đạo tặc tà dâm, không uống rượu, không vọng ngữ, thì con này, con người này sẽ giữ nguyên kiếp con người, tức là người thành người. Nếu như mà chúng ta không phạm, người thành người, mà chúng ta không phạm mà chúng ta có làm phước thì người thành tiên về cõi trời, mà chúng ta có tu trở về nội tâm thì người thành Phật, người về có Phật, người thành A-la-hán, người thành Bồ-Tát. Nhưng mà cái cơ bản đầu tiên thì con người này phải không phạm vào ngũ giới, mà Đức Thầy cũng dạy là tam quy ngũ giới lòng hằng nhìn theo đồng đạo. Cho nên cái vấn đề tu thân và giới luật thì hai vấn đề này nó chặt chẽ với nhau trong cuộc sống. Rồi nếu như một con người mà phạm vào ý nghiệp, trong nội tâm chúng ta còn tham lam sân nộ mê si, mình mê si, mình sân si, mình ham muốn nhiều quá, thì kiếp lai sinh chúng ta nhất định chúng ta đọa vào tam ác đạo, mà cái tội nặng nhất là chúng ta đọa vào địa ngục đồng đạo. Cho nên hôm nay đây là những cái vấn đề mà mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng mình phải giữ mình bằng cách là chúng ta tu thân. Vì vậy Đức Thầy mới dạy rất rõ, Đức Thầy cho chúng ta biết rằng là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng. Kính thưa đồng đạo, hay hoặc là Đức Thầy cho biết rất rõ, người ơi thức tỉnh lánh nạn tu thân. Đức Thầy đã căn dặn chúng ta rất rõ, mình muốn lánh cái tai nạn. Người ơi thức tỉnh lánh nạn tu thân. Đức Thầy kêu mình thức tỉnh đi, muốn lánh cái tai nạn. Tai nạn là tôi nói nãy giờ đồng đạo, đó là tai nạn đó, thì chúng ta phải tu thân. Kính thưa đồng đạo, hay hoặc Đức Thầy rất rõ đó, nếu như mà giờ này mình không tu mà mai kia mốt nọ đó, đến cái thời kỳ nó tới rồi mà chúng ta tu nó trễ đồng đạo, nó muộn. Cho nên ngày giờ này đồng đạo ráng tu thân. Mà ở đây thầy dạy là rài đã tu thân, tức là Đức Thầy dạy cho cô ký giỏi đã tu thân, thì chúng ta cũng là cái người đã và đang tu thân. Và đồng thời đi đối với tu thân thì Đức Thầy dạy là lánh bụi hồng. Lánh là xa lánh. Bụi hồng là bụi đỏ đồng đạo, chứ hồng là bụi đỏ rồi. Cho nên Đức Thầy dạy đoạn khác là bụi hồng trần dứt sạch cửa không. Cho nên bụi hồng ở đây cũng như cái bài Đức Thầy cho cô năm cò đó, ngọn gió thiền môn cuốn bụi hồng, lợi danh hai chữ mắt lờ trong, nương theo đuốc huệ tầm chân lý, lóng tiếng chữ bi từ bi diệt dục lòng. Cho nên bụi hồng đây là cái bụi danh lợi, bụi hồng bụi danh lợi đồng đạo. Vì vậy mình vừa tu thân thúc liễm thân tâm mình, thì đồng thời bên cạnh đó thì chúng ta phải lìa danh lợi, mình phải lánh danh lợi là bụi hồng. Còn giờ này mình tu hành, mình có tu thân mà mình còn chạy theo danh lợi, mình để danh lợi tình nó vướng vào cái vạt áo của nhà tu chúng ta, thì không đạt kết quả đồng đạo. Cho nên đồng đạo hình dung đi, nếu trên thế gian này một cái người tu mà chúng ta còn nặng danh, còn nặng lợi, còn nặng tình, thì có người nào mà tu hành đắc đạo đâu. Con người chúng ta làm chưa chọn nữa kìa, cái nhân phẩm đạo đức chúng ta làm chưa chọn kìa. Cho nên hôm nay muốn lánh bụi hồng thì đồng đạo phải an phận.
như thầy dạy là an phận hơn bờ danh lợi tạm. Vì vậy và cho nên chúng ta sống mình biết an phận, mình giàu có thì mình mừng, mình biết là kiếp trước mình có tu, cho nên mình đã giàu có mình mừng, mình đã có tu rồi thì kiếp này mình phải san sẻ cho người nghèo để kiếp sau mình giàu hơn nữa. Không, mình nói dốt dốt gì đây đồng đạo. Mà kiếp này mình giàu có mà mình còn muốn thêm nữa, mình thấy chưa đủ, mình còn muốn giàu nữa. Tiền ơi, giờ này 200 công đất rồi mà chưa chịu nữa, đòi 400, 500. Giờ này một cái nhà đúc, hai nhà đúc rồi mà chưa chịu, đòi 5-7 căn nhà. Thì nếu mà chúng ta như vậy là mình vẫn còn vướng bụi hồng. Bởi vì biết sao để được thú tham, không ngăn không đáy càng làm không kiên, đâu có bao giờ mà chúng ta đủ đồng đạo. Chỉ cần chúng ta biết đủ là đủ à. Cho nên trong cái bài thi chữ nhàn thì ông Nguyễn Công Trứ dạy rất rõ rồi. Nếu chúng ta biết đủ là đủ, đợi đủ bao giờ đủ. Nếu chúng ta biết nhàn là nhàn, đợi nhàn bao giờ nhàn đồng đạo. Vì vậy nên cái quan trọng ở đây đồng đạo chúng ta phải biết để chúng ta dừng. Thì đó là cái trường hợp mà tôi nói cái người giàu có. Còn cái trường hợp thứ hai là cái người nghèo. Thì cái người nghèo tuyệt đối chúng ta không có mơ mộng. Mình sống làm sao cũng được hết, gọi là an phận thủ thừa. Một chỗ thì thầy dạy là lạc đạo an bần xã thân tu tỉnh, trong tánh tư duy. Một chỗ thì thầy dạy chúng ta rất rõ, thà nghèo thanh hơn giàu mà trước, lo vuông trồng có phúc về sau. Cho nên cái mà chúng ta hướng là hướng về sau này. Còn hiện tại này là chúng ta trả nợ đời. Mình sinh ra cõi đời này mình nghèo thì mình phải ráng mà tu. Mình nghèo mình phải ráng làm niệm Phật. Không có tiền làm phước thì chúng ta phải đem cái thân này để đổi cái phước đồng đạo. Cho nên mình nghèo là mình biết là mình là khổ rồi, kiếp trước không tu rồi, kiếp này chúng ta phải bù đắp cho cái khuyết đó. Rồi giờ này mình lu bu, mình lộn xộn, mình bị tai nạn là mình biết kiếp trước mình cái tâm mình độc địa lắm, mình gieo quả lắm. Cho nên kiếp này mình phải ráng mà tu hành, kiếp này mình phải ráng mà làm lành lắng dữ để chúng ta bù đắp lại cho tiền kiếp chúng ta không có tu. Thì nếu mình nghĩ được như vậy là mình không trả chánh lợi. Chứ không phải giờ này mình nghèo, cái bây giờ nghèo à, cho nên lúc bây giờ tính quẩn. Thường là những người mà thiếu nợ nhiều đồng đạo, cái tâm của mình không ổn định đồng đạo. Cho nên chính vì nghèo quá mình nói nôm na liều mạng. Nghèo quá biết làm gì, giờ lấy 10.000 đổi 2 tỷ hả? Cho nên có cái trường hợp đó. Sở dĩ mà mình lấy 10.000 đổi 2 tỷ là cái tâm mình nó còn vướng bụi hồng. Còn giờ này không vướng bụi hồng thì thôi, đối với mình của cải gia tài có là cái gì đâu đồng đạo. Mình phải nhận định điều đó. Bởi vì cuối cùng lại chúng ta cũng nắm tay không mà, đâu đem gì được theo đồng đạo. Nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem từ cuối đêm đại hầu non đâu. Phải chi mà chúng ta chết, mình mà đem theo cái gì được đó thì chúng ta cũng nên cất giữ. Đằng này chúng ta sinh ra là hai bàn tay trắng, chúng ta ra đi thì chúng ta cũng trắng tay, có đem được theo đồng đạo, phải không quý vị? Đây là những cái mình phải suy nghĩ. Thì đó là rài đã tu thân lánh bụi hồng. Nhưng mà đối với tôi tâm đắc câu thứ hai. Đã là lánh tu, đã là tu thân, đã lánh bụi hồng rồi mà dạ, Đức Thầy dạy là dạ đừng suy nghĩ chuyện mênh mông. Có nghĩa rằng dạ của cô ký giỏi vẫn còn suy nghĩ chuyện mênh mông, đúng không đồng đạo? Có nghĩa là dạ cô ký giỏi vẫn còn suy nghĩ chuyện mênh mông. Cho nên thầy mới dạy là dạ đừng suy nghĩ chuyện mênh mông. Chứ nếu như cô ký giỏi mà không suy nghĩ chuyện mênh mông thì thầy đâu có để cái câu dạ đừng suy nghĩ chuyện mênh mông. Hợp lý ha, rất hợp lý. Như vậy chúng ta đọc lời Đức Thầy, chúng ta phải suy nghĩ đa chiều. Cho nên giờ này theo tôi nghĩ đó, chắc là cái tâm của tôi và quý vị cũng giống tâm cô ký. Như vậy thì dạ là lòng, dạ là tâm. Như đoạn khác thầy dạy là kẻ nhất dạ thường sanh bá kế, để gạt người làm thế cho mình trong cái mấy tấm kệ. Như vậy là dạ là lòng, dạ là tâm đó. Nói nôm na là như vậy. Ở đây thầy dạy là dạ đừng, bởi vì cô ký đã rồi. Cho nên thầy dạy đừng, tôi và vị đã rồi, nên thầy dạy là đừng. Về vậy dạ đừng suy nghĩ chuyện minh mông. Vậy thì minh mông, mình nói về nghĩa đen, minh mông gọi là mênh mông, mà thường cái dùng là trời đất minh mông. Hay từ về từ nghĩa đen đó mình bảo mênh mông là rộng lớn. Nhưng mà chúng ta đi vào từ Hán Nôm, từ Hán Nôm từ minh mông nghĩa là suy nghĩ không thiết thực, suy nghĩ mờ hồ, suy nghĩ những cái việc mà chúng ta không có khả năng vối nắm tới, mình cũng suy nghĩ. Như vậy thì dạ đừng suy nghĩ chuyện mênh mông. Lúc bây giờ cô ký giỏi suy nghĩ nhiều quá, đi hơi xa quá. Cho nên đọc thêm cái đoạn sau nó thấy rất rõ rồi. Cô hai cô đã đi về,
mà sao tâm não nhiều bề ưu tư, làm sao gỡ mối sầu tư cho thầy, cho bạn cũng như cho mình. Đồng đạo, quý vị đọc cái đoạn giảng này, đồng đạo thấy sáng liền đúng không? Có nghĩa rằng đó, Đức Thầy nói thêm á, cô đã đi về mà sao cô còn nhiều cái tâm sự vậy? Ưu tư là nhiều tâm sự. Ở đây chắc hội trường này quý vị và tôi nhiều tâm sự lắm. Không biết là đồng đạo mang có tâm sự không? Ông này chắc không rồi, ông này hành đạo dữ lắm, ngày nào cũng giữ thuyết giảng ở trên, giáo lý viên nào cũng biết ở trên. Thật sự là tôi bây giờ thua ổng đồng đạo. Tôi có một mình nơi mà nên tôi làm ổng thì giáo lý viên nào cũng biết đó. Cho nên thật sự ở đây chúng ta phải nhận định đây đó, là mỗi đồng đạo mình nói vậy đó nghe, giảng thầy thuộc là lào ở trên, lên diễn đàn nói 2 tiếng 3 tiếng biết mệt. Chứ thật ra ở trong dạ nó khác nghe đồng đạo. Đừng có thấy bề ngoài dễ phải gì đâu. Ở trong dạ nó cũng còn lu bu lắm, nó cũng còn lộn xộn lắm. Cho nên ở đây thì tôi chấp nhận rồi, tôi chấp nhận lời thầy dạy. Tôi giống như bạc ký, dạ mình vẫn còn suy nghĩ chuyện minh mông. Mà Đức Thầy cho biết đây là tức là ưu tư là nhiều cái sự phiền tối. Cho nên đồng đạo đọc tiếp rất rõ là cho thầy, cho bạn cũng như cho mình. Như vậy thì cho thầy là gì? Lúc bây giờ cô ký cô lo. Bởi lúc này Đức Thầy đang ở với người Nhật. Trong giai đoạn 1944 mà cô ký đến thăm Đức Thầy, thì lúc bây giờ cô ký lo lắm. Từ ở lúc bây giờ người Pháp không có làm khó được Đức Thầy. Từ Bạc Liêu mà về Sài Gòn, rồi không biết ngày mai ngày mốt đây, rồi tới người Nhật này đối xử với thầy sao nữa. Mà nghe cái tình hình thời sự bây giờ nó nóng quá. Lúc giờ đang đệ nhị thế chiến, mà nghe đâu đồng minh của Mỹ sắp sửa là đánh nhân Nhật. Lúc đó là chưa bỏ hai cái quả bom nguyên tử ở hai cái thành phố là Hiroshima, Nagasaki. Cho nên lúc bây giờ thì cô ký cô lo, cô lo cho thầy lắm. Tư tưởng lo, gọi là lo xa đồng đạo. Rồi lo cho bạn, bạn là chồng. Ngày bây giờ mình gọi là chồng, mình gọi là ông. Nhưng ngày xưa người ta dùng là bạn. Hôm nay đi với bạn tôi là ông đó là chồng đó. Cho nên cái từ bạn là ngày xưa đó, cái cổ văn đó, từ bạn là chồng, bạn là vợ. Giống như tôi, vợ tôi thì nó đi là bạn của tôi, thì nghe tiếng bạn là biết đó, đó là vợ mình đó, đó là chồng mình đó, là bạn. Có nghĩa là cô ký giỏi lo là chồng ký nữa. Thân là thơ ký số phủ Nam Kỳ, được soái phủ toàn quyền Nam Kỳ đặt cách là phải ngăn chặn cái cao trào quy y của ông Tư Hòa Hảo là Đức Thầy chúng ta. Mà lần này không có ngăn chặn được, mà cuối cùng là cả nhà tu đạo Phật giáo Hòa Hảo trở thành một tín đồ thuần thành của đạo. Mà lúc này là ông ký giỏi là ông niệm Phật không à. Cho nên lúc giờ bà ký bà lo, bà lo là lo cho cái thế chính trị, bà lo là lo cho người Pháp hoặc là người Nhật làm khó chồng mình. Cho nên Đức Thầy mới dùng là cho bạn và cũng như cho mình. Mình là lo mình. Mình đến đây thăm thầy, không biết có bị linh kính theo dõi không nữa. Khó khăn lắm, ngày xưa đồng đạo biết đến thăm thầy là khá một vấn đề khó. Như vậy thì Đức Thầy nói ở cái đoạn này là chúng ta hiểu rồi đó nghe. Cho thầy, cho bạn cũng như cho mình. Vì vậy cho nên ngày xưa Đức Thầy rầy, thầy không cho bà ký lo xa như vậy. Vì vậy nên giờ này cái quan trọng từ đó cái chữ minh mông này, dạ đừng suy nghĩ chuyện minh mông này. Thì thường là tôi gọi vị chúng ta lo xa đó, mình lo lắm. Ở đây lo trên nhà không biết con mình trở thành sao, ông Sáu bà Sáu giữ giảng đây không biết nhà tiệm vàng bữa nay mấy đứa nó bán được nhiêu rồi nữa. Biết con ngồi đây không biết lúa trong đồng bữa nay đó là nó chín hết trơn rồi, không biết làm sao nữa đồng đạo. Cái cô nó chàng ơi, giờ này gần tới giờ cháu nội đi học về, không biết mấy đứa có nhớ nước không. Thì đó là chuyện minh mông đó. Cho nên hôm nay cái này là những cái mà cản trở trong cái đời tu của mình đồng đạo à. Phải không quý vị? Chúng ta ngồi đây mà chúng ta hướng ngoại, giống như cô ký giỏi đó, đến với thầy rồi mà cứ lo cho thầy, lo cho chồng, lo cho mình hoài, thì đó là minh mông. Mà tư tưởng này là thật sự gì khi tôi cũng lo đồng đạo à. Ở đây mình nói thiệt nhau nghe, có gì xấu xấu mình bạn nhau đâu biết mình sửa, đừng có giấu. Hồi đó mà chưa tu mình giấu cái xấu đúng không? Mà giờ này tu mình khui cái xấu ra, mình mới thấy mình là người xấu nè. Mình thấy mình người xấu mình mới tốt. Còn lúc nào thấy mình cũng tốt cho nên mình không có xấu, không bao giờ mình tốt đâu. Mình ém cái xấu, mình giấu cái xấu là mình không có tốt đâu. Vì vậy nên giờ này đừng có lo nữa. Mà đồng đạo chúng ta lo hành đạo, đồng đạo chúng ta lo niệm Phật. Cho nên giờ này tới ví dụ bây giờ ở đây mà chúng ta lo cho miếng vườn sau hè. Bữa nay chồng mình đi lên thành phố không biết ông sao đâu. Mình lo vậy thì có được không đồng đạo? Giả sử bây giờ có làm sao mình lo hết không? Không.
Mình có lo cả nào thì sao, nó cũng là sao thôi. Bình an nó là bình an, mà tai nạn nó là tai nạn. Có bao giờ đồng đạo lo mà từ cái tai nạn thành bình an không? Không đồng đạo. Cho nên thật sự là đối với tôi đó, tôi sống an lạc lắm. Dầu rằng giờ này tôi có hai bà mẹ già đó, một bà mẹ ruột trong quê mẹ vợ, hai bà mẹ già tôi bệnh rất là nặng đó. Mà nếu mà tôi lo là thật sự tôi không làm nhiệm vụ được. Có lúc lo lắm, có lúc là thật sự là tôi rất là buồn, nhớ đó là phải nói là áo não đó. Nhưng mà cũng gượng để vui, bỏ hết. Bữa nay thuyết giảng là nhớ bà giảng thôi, mọi chuyện khác gạt hết. Bây giờ mình lo mẹ mình hết bệnh không? Mình lo mẹ mình được sống 100 tuổi không? Mình lo mà không cho uống thuốc nữa coi, còn chết mau nữa đồng đạo. Vì vậy nên là chúng ta đừng có lo, mà cái quan trọng là chúng ta thể hiện bằng hành động. Phải không đồng đạo? Mình phải nhận định điều đó, chứ cái lo xa của mình nó vô bổ đồng đạo. Rồi thêm nữa đi, cái từ minh mông này nó xa lắm. Có những cái nó không thiết thực, có những cái là chúng ta với không tới. Mà nhiều khi chúng ta còn lo, lo cái này, lo cái kia, lo cái nọ, ngoài cái tầm tay của mình đó, thì đó gọi là dạ đừng suy nghĩ chuyện minh mông. Như vậy thì giờ này đừng suy nghĩ chuyện minh mông. Chúng ta suy nghĩ cái gì nè? Mình phải nhận định cho đúng đồng đạo. Cho nên giờ này một cái mà nó thế vào cái chuyện minh mông này đó, một cái tư tưởng, một ý niệm mà nó thay thế cái minh mông này đó, thì đó không ngoài lục tự trì tâm là phương phép. Nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Cảm ơn đồng đạo. Vậy thì giờ này đừng có lo nghĩ nữa, mà chúng ta lo niệm Phật. Chúng ta lo nghĩ, lo niệm Phật đi. Biết đâu chúng ta lo niệm Phật có được công đức. Từ công đức đó nó sẽ làm giảm đi những cái tai nạn, những cái rủi ro cho người thân của mình thì sao đồng đạo? Vì vậy cho nên đồng đạo đừng có lo xa, mà đồng đạo lo hành đạo đi, lo niệm Phật đi, nhất định có kỳ tích. Thì khi mình lo niệm Phật mà lo hành đạo đó, thì từ đó nó sẽ có được cái công đức. Và cái công đức đó đó sẽ giúp cho người thân của mình giảm thiểu. Ở đây xin nói là giảm nha, chứ không phải là tiêu được, nó giảm. Thay vì cái nghiệp nó nặng, nhưng mà vì có những đứa con, có những người vợ, có những ông chồng, mình nói nôm na bây giờ chồng mình bữa nay cái nghiệp rất là nặng đó. Nhưng mà bữa nay đồng đạo giữ thuyết giảng, đồng đạo làm Phật sự, biết đâu từ nghiệp nặng nó thành cái nghiệp nhẹ. Mình phải nhận định điều đó. Để làm chi? Để chúng ta lo hành đạo, đừng có lo xa nữa đồng đạo. Cái chúng tôi nói nó nghe hơi phi lý đúng không? Bởi vì nó thiên về tâm linh, nhưng mà thật chất không phi lý đồng đạo à. Những đồng đạo nào mà rơi vào cái cảnh mà tôi vừa kể đó, thì đồng đạo sẽ đồng với cái quan điểm của tôi, sẽ đồng cảm với những gì tôi đã nói, mà mình đã thực hiện rồi, đã có kinh nghiệm rồi trong cuộc đời tu của mình. Vì vậy cho nên giờ đồng đạo ráng niệm Phật. Chúng ta đừng có nghĩ chuyện minh mông, mà mỗi đồng đạo chúng ta nên niệm Phật. Bởi vì Nam Mô A Di Đà Phật, khi mà chúng ta niệm, ghi nhớ trong dạ, trong lòng của mình, lúc bây giờ chúng ta an lắm đồng đạo. Nhiều khi ngồi đây mà nhớ cháu nội nha, mà đồng đạo Nam Mô A Di Đà Phật là cháu nội nó biến mất tiêu rồi. Mà Nam Mô A Di Đà Phật hiện hữu. Mà nếu đồng đạo không niệm Phật là chúng ta nhớ cháu nội, hay hoặc giờ ổng đã ra đi lâu rồi. Tôi nhớ cách đây cũng vài tháng, có đồng đạo đến gặp tôi. Vì vị này nói: chú Tâm ơi, thật sự tôi dở thiệt, ổng mất năm nay nó là 5-6 năm, mà lúc nào tôi cũng nhớ ổng hết trơn. Thầy nói một câu nghe thương đấy ơi, lúc nào cũng nhớ ổng hết trơn. Tôi nói: cô ơi, giờ chỉ cách là cô ráng niệm Phật thôi. Chỉ niệm Phật, nói thật sự ổng hiền lắm chú Tâm. Hồi đó ổng thương mẹ con tôi lắm, hiền lắm. Trên ổng hiền chừng nào đó, mà giờ tôi mới khổ chừng đó. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta mà có niệm Phật rồi đó, chúng ta không còn nhớ chuyện quá khứ, cũng không nghĩ đến chuyện vị lai, mà chúng ta đang sống trong hiện tại. Hiện tại ta biết ta là người đang niệm Phật. Hiện tại ta biết ta là người đang sống tỉnh thức. Hiện tại ta ngồi đây là ta biết ta đang nghe Phan Chí Tâm nói chuyện. Ta đang biết ta ngồi tại ban trị sự phường Châu Phú B, chứ không phải ta ở ngoài đồng, không phải ta ở trong nhà, cũng không phải ta ở nhà anh xui chị xui của ta. Mình phải sống trong tỉnh thức đồng đạo à. Cho nên chúng ta ở đây là mình biết mình đang niệm Phật. Mình nhìn cái hơi thở của mình. Có lần đồng đạo nào có khi nào nhìn hơi thở mình không? Đồng đạo nhìn lại, mắt nhìn bên ngoài, nhưng mà mình đang dòm hơi thở mình. Thì chúng ta thở nhẹ nhẹ, chúng ta lòng Nam Mô A Di Đà Phật trong cái hơi thở nhẹ nhẹ của ta đó, thì quý vị thực hiện điều đó, vị thấy rất là an lạc. Mà thường tôi cũng thường làm điều đó đồng đạo. Có những lúc là tôi không nói chuyện, nhất là giấc chiều á,
sau thời cúng thì thường tôi nằm cái võng tôi đưa nè, mà thường tôi nằm võng ngoài trống tôi mới chịu nha, tiếp xúc với bên ngoài nằm đưa đó. Nhưng mà thật sự là dầu rằng là cảnh nhưng mà tâm nó là tâm, cảnh là cảnh, không để tâm vĩnh cảnh. Vì vậy nên nhiều khi nằm trên võng đưa mà mình để hơi thở mình thở nhẹ 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 nhẹ, mình niệm Phật la rai thấy hạnh phúc lắm, an lạc lắm. Thì những khoảnh khắc đó là khoảnh khắc mà dạ chúng ta không nghĩ chuyện minh mông, hoặc giả là đồng đạo chúng ta nhớ câu giảng thầy. Hội trường này rất là nhiều vị học thuộc giảng thầy nè, có những vị thuộc giảng hơn tôi nữa đó, tôi đọc trật mà biết liền đồng đạo, phải không? Vì vậy cho nên chúng ta có những lúc mình sống trong an lạc lắm. Cho nên đây mình cũng nói thêm để chúng ta đưa ra cái phương pháp hành đạo. Và đồng thời ngoài cái việc Đức Thầy dạy dạ đừng suy nghĩ chuyện minh mông, thì bên cạnh đó Đức Thầy còn cho biết thêm là để tâm yên tĩnh tầm chân lý. Như vậy thì Thầy dạy là để tâm yên tĩnh. Vậy thì ngoài cái việc không nghĩ chuyện minh mông để chúng ta niệm Phật, thì ở đây Thầy dạy cô ký giỏi là phải để tâm yên tĩnh. Như vậy thì chữ tỉnh này tỉnh dấu ngã đồng đạo. Chữ tỉnh này là trái với động, mà nếu chữ tỉnh dấu hội là khác. Biết bao giờ gái trai tỉnh thức, trẻ cùng già đồng hiểu Phật giá, thì đó là tỉnh dấu hội. Một giấc mơ màng, một giấc say đó, tỉnh hồn đó, thì chữ tỉnh này là tỉnh dấu hội. Tỉnh dấu hội là trái với thức. Còn chữ tỉnh trong cái bài cho cô ký giỏi này thì Đức Thầy dạy là tỉnh dấu ngã. Cho nên dấu ngã nó khác, dấu hỏi nó khác. Chuyên chú nguyện siêu từ nét dấu ở chỗ này đồng đạo. Ở đây đồng đạo rành rồi, nhất là các vị thầy giáo, cô giáo rành rồi. Về văn phạm Việt Nam chúng ta, câu nào chữ đó, dấu nào nghĩa đó, chúng ta không có thể nào mà chúng ta hiểu một cách phải nói gọn là chung chung được. Vì vậy nên chữ tỉnh dấu ngã là tỉnh, là tỉnh, tỉnh lặng đó. Tỉnh này là trái với động, cho nên tỉnh này là yên tĩnh, tỉnh này là thanh tịnh, tỉnh này là tỉnh lặng đồng đạo. Vì vậy cho nên để tâm yên tĩnh là tâm mình đừng có động, yên tĩnh là đừng có động. Mà nếu tâm mình động là tự như là nó dậy sóng đồng đạo. Vì vậy cho nên để tâm yên tĩnh đây là pháp thiền, pháp thiền mà Đức Thầy dạy chúng ta. Như vậy thì làm sao để tâm chúng ta không động? Một là chúng ta niệm Phật hồi nãy, như tôi vừa kể hồi nãy, chúng ta nhìn cái hơi thở của mình, nghe hơi thở mình mà chúng ta niệm Phật, thì những cái khoảnh khắc mà mình vừa nói hồi nãy thì đó là mình đã đạt được một phần ở tỉnh đó. Mà quý vị đồng đạo thực hiện thì chúng ta sẽ cảm nhận điều đó. Và đồng thời để tâm yên tĩnh có nghĩa rằng mình phải giữ làm sao mà cho cái tâm mình nó đừng có dậy sóng. Muốn không cho tâm dậy sóng thì giờ này chúng ta phải đắp hai cái bờ đê lại. Bởi vì tâm chúng ta nó giống như là một cái biển hồ, cũng giống như một cái đại dương, lúc nào cũng dậy sóng đồng đạo, lúc nào gió trần nó cũng thổi. Khi thì gió nhẹ, nó thổi nhẹ. Khi gió mạnh, thì nó thổi mạnh. Bữa nay bị bão rồi, gió cấp 7, cấp 8. Bởi vì mình với bả là phải nói rõ, bây giờ nó lớn chuyện tới cái bên rồi. Phải không? Không nhịn được á, làm tới luôn á. Bão rồi, bão lớn đồng đạo. Vì vậy cho nên muốn tâm yên tĩnh thì chỉ có cách là chúng ta ngăn lại hai đầu. Mà ngăn hai đạo đây có nghĩa là chúng ta phải giữ gìn giới luật. Hôm nay muốn được tâm yên tĩnh thì chúng ta phải giữ gìn giới luật đồng đạo. Như vậy thì có giữ được giới luật thì đồng đạo chúng ta mới tâm yên tĩnh được. Và đồng thời bên cạnh giữ giới luật thì chúng ta phải cố gắng học giảng thầy. Cho nên Đức Thầy mới dạy là thử yên lặng để ve nó gái, gái ít nhiều đỏ mát thiên cơ. Như vậy thì tại sao Thầy dạy chúng ta yên lặng để cho con ve nó gái? Có dính dáng gì tới đạo đâu. Nhưng mà cái tiếng ve trong lời Đức Thầy đó, ve là đạo. Bởi vì Đức Thầy khai đạo vào mùa hè, vào cái mùa mà con ve nó gái đồng đạo. Cho nên cái tiếng ve, chữ ve trong lời Đức Thầy đó, ngoài cái mình ve ở miếu ra thì nếu nói tiếng ve gái là chỉ cho đạo, chỉ cho Đức Thầy khai đạo. Cho nên Đức Thầy dạy là thử yên lặng để ve nó gái, ghét nhiều cái máy thiên cơ. Thì Đức Thầy muốn cho tôi và quý vị chúng ta sống trong tĩnh lặng. Bởi vì mình sống trong tĩnh lặng, mình giữ gìn giới luật thì chúng ta mới hiểu được lời Đức Thầy đồng đạo. Còn nếu như giờ này mà chúng ta sống trong cái cõi động, sống trong cái phồn hoa đô hội này thì chúng ta hiểu không sâu đồng đạo. Cho nên mình đưa ra ví dụ, nhiều khi mỗi đồng đạo chúng ta cũng là một câu giảng thầy đó, mà lúc đồng đạo trong một cái khoảnh thời gian nó yên lặng đó,
mà đồng đạo suy gẫm đó, thì tự nhiên nó nảy ra ý hay. Ý hay đó thì có thể chúng ta tạm hiểu được một phần nào đó. Còn lúc mà chúng ta không suy nghĩ, ồn ào xe ngựa, rồi chúng ta nghĩ danh nghĩ lợi, thì lúc bây giờ chúng ta chỉ hiểu là Đức Thầy ở một góc độ cạn, ở một cái nghĩa đen thôi. Cho nên bởi bản thân của mình thường là sống bằng tư duy, luôn học giảng thầy suy nghĩ cũng vậy đồng đạo. Có nhiều người lại phàn nàn tại sao tự nhiên ở trong lòng của mình có đâu nó hoài không, họ không hết công chuyện. Bởi vì mình học bằng cái tâm, học bằng tư duy, cho nên học bằng tư duy nó không hết đồng đạo à. Về vậy cho nên nếu nói về mà trình bày là Đức Thầy thì mình lý luận rất là giỏi về phương diện lý luận, bởi vì mình học bằng cái tâm, lý luận bằng cái tâm, cái mình nói là mình hiểu, chứ không phải là cái nói bằng văn bản. Nói văn bản nó khác, còn nói bằng cái hiểu thì chính thưa đồng đạo đó là hoàn toàn nó khác. Vì vậy cho nên hôm nay trở lại vấn đề này, đồng đạo chúng ta thực hiện lời Đức Thầy để cái tâm mình nó yên tĩnh, thì bên cạnh ngoài cái việc chúng ta giữ giới luật, chúng ta ngăn chặn hai cái bờ đê lại đừng cho nó dậy sóng, thì đồng thời đồng đạo chúng ta học lời giảng thầy. Hôm nay có giảng thầy hãy giúp cho cái tâm chúng ta được tâm bình tĩnh tịnh, trí huệ phát khai đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới dạy là để tâm yên tĩnh tầm chân lý đó. Như vậy thì chân lý là lẽ thật đồng đạo. Giống như Đức Thầy dạy rất rõ, đạo với lý từ đây nhiều chỗ phải lọc lựa cho kỹ mà nhờ. Cho nên chân lý lẽ thật, chân lý là chỉ cho một con người đã hiểu thấu được giáo lý Đức Thầy, hiểu thấu được cái con đường tu hành, hiểu thấu được cái triết lý mà nhà Phật, mà Đại Đế Đức Thầy ra đời khai đạo. Cho nên Đức Thầy mới dạy là coi rồi phải nhận cho hiểu lý đó. Câu quyền sau có kẻ khùng này, bởi chữ khùng của Phật của Thầy chứ chẳng phải của người lãng trí. Kính thưa đồng đạo, cho nên cái quan trọng là chúng ta phải tầm chân lý. Như vậy thì tầm chân lý là chúng ta hiểu được cái đạo, đó là tầm chân lý đồng đạo. Cho nên để tâm yên tĩnh tầm chân lý thì hai cái này không thể tách rời. Tâm yên tĩnh mà tầm được chân lý, mà tâm mà động thì chúng ta không tầm chân lý đồng đạo. Vì vậy nên khi mà trở về cái trạng thái thiền đó, một cái trạng thái mà chúng ta sống bằng tư duy đó, một cái trạng thái mà tâm chúng ta không động đó, mà gọi là tâm bất động giữa dòng đời vạn biến của một vị thiền sư đó, trong cái bài thi là bài thi chữ sống đồng đạo. Vì vậy cho nên hôm nay muốn đạt được vấn đề này thì đồng đạo chúng ta cố gắng mượn giới luật nha. Cần nhất ở chỗ giữ luật hàng ngày, chúng ta vừa giữ giới luật, chúng ta vừa học lời giảng thầy, chúng ta vừa tham cứu. Mình phải tham cứu anh em đồng đạo để chúng ta hiểu đồng đạo. Muốn tầm chân lý một mình chúng ta khó giữ, mình đâu phải như các vị tổ đâu. Bởi vì các vị tổ mà khi mà sinh ra mà gặp Phật cũng như gặp các vị tổ bậc thầy đó, thì các vị này đã tu nhiều đời nhiều kiếp, hoặc giả là các vị A-la-hán xuống trần đó, người ta xuống để ta làm cái nhiệm vụ thôi. Cho nên các vị này chúng ta không có bị được đồng đạo. Còn trong khi đó tôi bảo vị thường là dưới lên nhiều hơn, ở trên xuống ít lắm. Bởi vì chúng ta sinh ra gặp khổ mình biết rồi, nhìn mình biết mình là trên xuống dưới lên đồng đạo. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng, để mỗi đồng đạo chúng ta phải nhờ tiếp xúc nhiều người, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta mới tầm chân lý. Cho nên chân lý đây được Đức Thầy rút gọn lại trong sám giảng thi văn của Ngài. Mà ngày giờ này nếu đồng đạo chúng ta không có nghe thuyết giảng, không có trao đổi với những người thiện hữu tri thức, mà đồng đạo chúng ta muốn tầm chân lý rất khó. Tôi nói đại đệ bốn câu giảng này thôi, nhiều khi chúng ta thuộc lòng mấy chục năm thuộc lòng, nhưng mà thuộc lòng gì có hiểu gì đâu đồng đạo. Mình hiểu một cách vô hình chung thôi, chứ đâu có hiểu từng câu, từng chữ, từng ngữ, từng nghĩa như chúng ta bàn nãy giờ. Bản thân của mình thì nhờ may mắn là có học đó, nhờ có học để làm nhiệm vụ, chứ thật chất ra tôi như quý vị thôi. Quý vị mà học như tôi, bị giỏi hơn tôi nữa đó, nhưng tại vì không học, quý vị không có điều kiện. Còn tôi thì có điều kiện, tôi được đi học, nghiên cứu kinh sách mới được như bây giờ thôi đồng đạo, phải không? Cho nên hôm nay muốn tầm chân lý thì chúng ta phải hiểu được chân lý á, thì về cái phương diện tích cực đó chúng ta tu mới chắc đồng đạo ạ. Cái chân lý mà chúng ta tu là sanh lão bệnh tử, cái chân lý chúng ta tu là chúng ta hiểu nhân quả, như vậy là chân lý. Còn giờ này chúng ta tu mà thời cuộc thiên cơ là coi như là phi chân lý. Chân lý Đức Thầy dạy chúng ta là những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Cho nên cái chân lý đạo như Đức Thầy, Đức Phật ngày xưa đi dạo bốn cửa thành đó,
gặp người già, người bệnh, người chết, gặp một nhà tu. Cho nên Đức Thầy mới dạy là khuyên chúng sanh khuya sớm tu hành, tìm nguồn cội diệt trừ tức khổ. Bệnh với tử, từ kim chí cổ, sanh với già, hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca sở lầu đài nghiệm tức khổ, nên ngài tầm đạo. Kính thưa đồng đạo, thì đó là chân lý đó. Chân lý giờ này đang hiện hữu trước mặt quý vị nè, đang hiện hữu trước mặt tôi nè đồng đạo, phải không? Mình già rồi đồng đạo à. Tôi nhớ mới hôm về đây, hôm là tháng giêng rồi, mà giờ này 10 tháng đó. Tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, 10 tháng đúng. Năm nay dừng 2 tháng 2, 10 tháng rồi đó. Cho nên chúng ta thời gian trôi rất là nhanh. Hồi đó thì đầu đâu có bạc đâu, răng đâu có rụng đâu, mắt sáng lắm. Mà giờ này phải mang soi đó, mà không có mang soi không thấy đường. Nhìn xa thấy rất là rõ, nhưng mà nhìn gần thế này là nhìn mà cứ dòm dòm thấy cái đồng hồ. Mà nếu nhờ cái kim với cái ấy nói khác nhau mà nhìn thấy, mà nếu mà nó trùng trùng nhìn không thấy. Thì rõ ràng thực tế là giờ này mình đã già rồi. Rồi bệnh nữa, để ma bệnh theo hờ bén gót nữa. Bệnh xong rồi thần chết kia ôm hót bên mình. Bệnh xong rồi chết, có ai không chết được không đồng đạo? Đâu có được, chân lý là như vậy đó. Cho nên hôm nay tôi tu để làm chi? Tôi tu để tôi chết, phải không? Mình nhớ kỹ, tu để chết. Nhưng mà cái người tu để chết khác với cái người không tu được chết. Mình nói hôm nay không, cái người không tu á để chết, còn mình tu là được chết. Bởi mình mong cầu, mình không sợ chết nữa. Cho nên á, cái người mà có tu mà chết á thì nó khỏe hơn cái người không tu mà chết. Khỏe là khỏe cái hậu. Bởi vì chân lý cho chúng ta biết rằng đó, mình còn có kiếp sau. Mình còn có kiếp sau đồng đạo. Cho nên chân lý cho chúng ta biết ở luật nhân quả đó. Mà nếu bây giờ này chúng ta không làm hiền, không lo tu hành đó, thì khi chúng ta chết rồi chúng ta khổ lắm. Mình sẽ bị đọa đày đồng đạo. Thì đó là chân lý đó. Cho nên hiểu được điều này thì lúc bây giờ mỗi đồng đạo chúng ta ráng, rồi đây chúng ta sẽ chết thôi. Mỗi phiên thuyết giảng như vậy, quý vị thấy không? Chỉ cần vài năm mà chúng ta điểm điểm nó thôi là mất nhiều đồng đạo ạ. Thực tế là như vậy, mình phải nhận định như vậy. Hôm nay mình còn sống, mình còn ngồi đây nghe thuyết giảng, mình còn niệm Phật, mình còn làm từ thiện, mình còn ăn chay, còn cúng lại là mình phước đức lắm. Mà giờ này mà chúng ta mà còn mà suy nghĩ đó, phan hả tu, phan hả cúng, mình còn trẻ mà, ráng ráng vài năm nữa đi, lớn lớn chúng ta tu, phan ăn chay, từ từ đi, mình còn làm ăn mà, vài năm nữa ăn chay. Thì nếu mà chúng ta tính như vậy là coi như là xong rồi đồng đạo. Đâu có được, lữ hái tử thần đâu có chờ mình đâu đồng đạo. Ngày đến đến đi đâu kéo ngựa, năm về về mãi chẳng ngừng ngang. Tuổi già thân yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình ve lắm ruộng ràng, đang lắm ruộng ràng đồng đạo. Đâu có chờ mình đâu đồng đạo. Cho nên hôm nay biết đạo rồi, tầm chân lý là mỗi đồng đạo chúng ta phải giác ngộ liền, phải tu liền. Một con người mà tầm đúng chân lý rồi thì người này tu đó, cái hoàn cảnh thuận tu cũng tốt, mà cái hoàn cảnh nghịch tu cũng tốt, không có kẹt. Còn cái người mà không rõ chân lý rồi thì cảnh thuận người tu tốt lắm, mà cái cảnh nghịch nghịch á muốn nghỉ tu không à. Ai thử coi tu ngon lành mà ai mà chê một câu muốn nghỉ tu, muốn bỏ đạo không? Nó lạ đó. Đáng lẽ người ta chê mình phải tu cho giỏi đúng không? Đằng này người ta mà chê mình một cái là mình muốn bỏ đạo luôn. Vậy là mình đâu hiểu chân lý đâu đồng đạo. Chân lý gì kỳ á. Rồi giờ này cái người mà tu về chân lý đó thì cái người nào cũng có chấp. Ăn chay trường cũng được, ăn chay kỳ cũng được. Cái quan trọng là tâm chay, tánh chay mới là cái quan trọng. Cho nên mà chúng ta nói chuyện với người chân lý, chúng ta nói chuyện dễ hiểu lắm, mình có thiện cảm lắm. Còn mà cái người mà không hiểu chân lý đó, họ chấp. Chị ơi chị ăn chay trường hay chay kỳ vậy chị? Tôi ăn chay kỳ. Là cái người này bắt đầu chế người ta rồi. Thì rõ ràng mình không hiểu chân lý. Bởi chân lý không phải là ăn chay trường, mà ăn chay trường là phương tiện. Chân lý là mỗi đồng đạo chúng ta phải trở về với tâm chay, với tánh chay. Chân lý là như vậy. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì một người mà hiểu được chân lý rồi đó thì gần như cái người này tu không có lạc, tu không có sai. Người này tu suốt kiếp đồng đạo à. Thường thường trong đạo chúng ta mà có những cái trường hợp đan xen, cái trường hợp mà thầy dạy đó, ít ai giữ đặng trí bền, tu theo nước lớn đồng bàn thả trôi đó. Thì cái trường hợp này là không nhận chân lý, mà vì vậy thầy mới dạy là nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Thì nãy giờ mình bàn là cái lý, cái lý trong Phật giáo đó. Cái lý sanh lão bệnh tử nè,
Cái lý luật nhân quả nè, cái lý là có kiếp sau nè, cái lý là chúng ta đang ở trong cái buổi chiều hạ huân hạ. Kính thưa đồng đạo, cái lý là chúng ta đang ở cái kiếp chót, cái lý là chúng ta đang ở trong một cái buổi gọi là chiến đò cuối cùng để lập đời tân trở lại. Thì đó là cái lý đó, mà mình phải nhận định cái chân lý đó. Cho nên Đức Thầy mới dạy cho cô ký là để tâm yên tĩnh tầm chân lý. Nếu mà tâm không yên tĩnh tầm chân lý, tầm chân lý để làm chi? Phổ cứu nhân sanh khắp đại đồng. Như vậy thì phổ cứu, phổ là phổ độ, phổ là phổ quá, cứu cũng là cứu độ. Như vậy thì phổ cứu có nghĩa là phải tìm cách để cứu độ nhân sanh. Nó cũng giống như chánh tư duy mà Đức Thầy dạy đối với nhân sanh. Phải đặt tư tưởng mình vào trong công cuộc cứu vớt quần sanh thoát dòng trầm luân quá nghiệp. Như vậy thì đây là có một cái nhiệm vụ chung, đâu phải nhiệm vụ riêng đồng đạo. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta trong cái phần cuối cùng của Ân Tam Bảo rồi, Thầy dạy là nên bổn phận chúng ta là tất cả tôi và quý vị, đúng không? Nên bổn phận chúng ta là những người tu theo đạo Phật. Nên bổn phận chúng ta là tín đồ của Đức Thầy, bổn đạo Đức Thầy. Đức Thầy mới dùng là nên bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đến con đường giải thoát, dẫn dắt giùm kẻ sơ cơ. Nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng có tinh thần từ bi bác ái được gieo đại khắp nơi nơi trong ba tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì án văn này, cái mà tôi sợ nhất là cái chỗ đắc tội với kẻ đời sau vậy. Cho nên hôm nay nếu mà mình không phổ cứu thì coi chừng mai mốt đó mình đắc tội với con cháu của mình. Tại vì ông bà của nó không có chịu học, ông bà của nó không chịu nghiên cứu. Cho nên không học không nghiên cứu, một mặt là tu không đắc, mặt khác không học không nghiên cứu biết đâu mà nói. Phải không đồng đạo? Đơn giản thôi. Cho nên nhiều khi mình dạy con dạy cháu mình, mình muốn cho con cháu mình tu, mà giờ này đồng đạo không biết, quý vị nói coi chừng nó, mình bị phản lại đó. Ít ra mình muốn nói cho nó tu thì bản thân mình phải là người tu, bản thân mình phải là người hiểu biết thì mình nói mới thẩm thấu, mới lọt lỗ tai nó nghe nó mới tu đồng đạo. Thì đó là mình nói cái điều đơn giản nhất thôi. Cho nên đồng đạo ráng nha, ngoài cái việc chúng ta tự độ thì chúng ta còn độ tha. Bởi vì đạo của mình là Bồ Tát hạnh. Cái câu trên mà thầy dạy đó, để tâm yên tĩnh tầm chân lý, câu này là tự độ. Cái câu này giống như là giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn. Nhưng mà cái câu sau này là trở lại cứu vớt chúng sanh, đó là phổ cứu nhân sanh khắp đại đồng. Cho nên đạo chúng ta là Bồ Tát hạnh, đạo chúng ta vừa tự độ thì đạo chúng ta còn độ tha. Kính thưa đồng đạo, cho nên Đức Thầy mới căn dặn cô ký, cái nhiệm vụ của cô còn phổ cứu nhân sanh, tức là còn phổ pháp để cứu độ. Nhân sanh là những con người đang sanh sống trong cõi đời này, nhân sanh khác chúng sanh. Đức Thầy phổ cứu chúng sanh, phổ cứu chúng sanh qua bể khổ và đồng đạo. Còn Đức Thầy dạy cô ký và dạy chúng ta là nhân sanh, có nghĩa là nhân sanh nó chỉ là một phần nhỏ của chúng sanh thôi. Mình yếu, mình thấp, đâu có đủ công đức đâu mà cứu chúng sanh. Mình hết hạn gì thì mình độ nhân sanh thôi, là độ những con người chung quanh mình đó đồng đạo. Cho nên câu chữ ngữ nghĩa mà khi chúng ta tìm hiểu mình thấy sáng là sáng quý vị ạ. Vì vậy cho nên Đức Thầy dạy đây là phổ cứu nhân sanh. Qua cái từ phổ cứu nhân sanh ở đây thì có thể chúng ta hiểu ở hai khái niệm. Thứ nhất là Đức Thầy muốn cho cô cái giỏi biết rằng sau này Đức Thầy sẽ xa cách một thời gian, cho nên cái sự nghiệp mà truyền pháp, cái sự nghiệp mà truyền đạo thì Thầy sẽ giao lại cho tín đồ Đức Thầy. Trong đó có quý giỏi, trong đó có tất cả đồng đạo chúng ta quý vị ạ. Cho nên Đức Thầy mới dạy là nên cố gắng trao thân gìn đạo. Trao thân gìn đạo là những câu giảng trước mình bàn nãy giờ đồng đạo. Từ ở chỗ rài đã tu thân bánh bụi hoàng, và đừng suy nghĩ chuyện minh mông, để tâm yên tĩnh tầm chân lý. Thì đó là nên cố gắng trao thân gìn đạo.
Rồi hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành là cái câu này nè, phổ cứu nhân nhân sanh nè, là hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Thì kính thưa đồng đạo, thì tới đây là chúng ta mới hoàn toàn, mới hoàn toàn. Cho nên quý vị biết rằng với một cái tâm ý của Đức Thầy, thì Đức Thầy muốn cho cả cái thế giới này, cả cái quả địa cầu này, ai cũng biết đạo hết trơn đồng đạo, ai cũng biết đạo hết trơn. Cho nên Đức Thầy mới ước, ước mơ cho được đại đồng tràn trề khắp cả lạc hồng thánh thơi, ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Một mặt Đức Thầy ước, mặt khác Đức Thầy viết cái bài văn nguyện để cho hàng ngày tín đồ Đức Thầy, đồng đạo chúng ta, bổn đạo của Thầy nguyện hàng đêm: Nam mô tứ nguyện cầu bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Thì Đức Thầy muốn đạo Đức Thầy ban rải khắp cả nơi nơi. Nhưng ngặt một nỗi, thì do cái nghiệp, định nghiệp, do điều kiện khách quan, cho nên Thầy phải vắng mặt ở đây để cho Thầy đi dạo Ta Bà đặng dạy kẻ đàng xa chưa rõ. Vì vậy nên Thầy mới giao cái nhiệm vụ lại cho tất cả đồng đạo chúng ta. Cho nên mình xem lại ở đoạn giảng mà tôi vừa nhắc trong phiên thiện, rồi một đoạn giảng trong cuối cùng ân tam bảo, thì chúng ta thấy nhiệm vụ mình rất là cao quý, mình không thể nào bỏ lãng được đồng đạo. Cho nên cô ký giỏi sống đến 96 tuổi, mà như nói hồi nãy, tôi rất là tiếc là đó không có quay phim chụp hình, cho thật sự là theo mình hiểu đó, cô ký gần thầy như vậy chứ cô ký thông lắm đồng đạo, rất là thông, một người rất là giỏi á. Nhưng rất tiếc là mình không có hiểu được lúc đó, mình tiếc. Thấy mình có được thần thông đỡ quá, mình biết được hồi đó là sao phải đồng đạo ha, để mình chứng minh cho nó sát ở chỗ này. Nhưng mà thấy chúng ta hiểu, dầu rằng thực tế thì không có rõ như ban ngày, nhưng mà chúng ta cũng hiểu phần nào đó. Rồi đồng thời cái thứ hai nữa, ý thứ hai nữa là phổ cứu nhân sanh ở đây, là sau này đó, đến cái thời kỳ mà Minh Vương xuất thế mang dân lành, đến thời kỳ mà Chúa vững ngai vàng sải mới yên đó, đến thời kỳ mà trên có Phật trời soi việc thế, dưới đầy cơm máu lão quỳ ngôi, thì đến thời kỳ Đức Thầy chúng ta trở lại, khi Đức Thầy trở lại thì lúc bây giờ thế giới này chỉ có một thôi. Ngày nào mà Phật tiên tọa vị, ấy thời lai bình trị muôn dân, khắp các nơi chư quốc xưng thần, trong bốn biển chúng dân lạc nghiệp, thì lúc bây giờ là bốn biển một nhà cha Phật thánh, thì là dân sự hết tàn ngang. Giờ này thì dân sự còn tàn ngang, nhưng mà đến cái ngày cuối cùng, cái ngày mà bốn biển một nhà, năm châu bốn biển này có một cha Phật thánh, lúc bây giờ Đức Thầy chúng ta một tay, phải nói rõ là Đức Thầy chứ biết rất rõ, một tay táo quắc ra là an bang nước nhà vững đặt, hướng đàn hiển vinh mà Thầy dạy. Kính thưa đồng đạo, vì vậy cho nên hôm nay đến ngày sau cùng này, thì Đức Thầy chúng ta là cái người làm chủ. Cho nên trong khi đó cái việc mà định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang, thì cái đó chúng ta phải tiếp với Thầy mình. Cho nên Thầy mới dạy là long qua hội ơn cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân đồng đạo. Tới đó chúng ta sẽ tiếp Thầy mình, để mình được lệnh của Thầy, để mình phổ cứu nhân sanh khắp đại đồng. Cho nên lúc bây giờ Đức Thầy sẽ phân công, sẽ phân công cho chúng ta, người nào mà đầy đủ túc duyên, hiểu là Đức Thầy, thì đến đó thì Đức Thầy sẽ phân công. Giờ này thối giới loài người, thì đồng đạo thấy pháp luật là đang chủ thể, nhưng mà sau này Phật pháp làm chủ thể, sau này không có pháp luật, mà lúc bây giờ sống bằng Phật pháp. Trên là ông Phật, dưới ông Phật cũng là Bồ Tát, cũng là Thinh Văn, cũng là Duyên Giác, được Đức Thầy phân công để truyền đạo khắp nơi, trong nước và ngoài nước. Mà lúc bây giờ chỉ có một phải đồng đạo à. Cho nên phải hiểu cái này mới được, chúng ta mới ham. Giờ này mà đồng đạo mà thuộc giảng nhiều mà thông đi, mai mốt Thầy về Thầy phân công cho quý vị đi nói đạo cho ta nghe. Thật sự đây tôi nói một câu nôm na đồng đạo à, như tôi đó nghe. Mà nếu tôi giữ giới luật cho trang nghiêm trọn vẹn, đây đến ngày tôi nhắm mắt đó, là tôi đảm bảo đồng đạo sau này tôi làm việc đó đó, mà phải cho nó giữ cho trọn nghe. Mà nếu giờ này nói mà không làm đó, tôi mà còn lu bu đó, mà còn mà phạm giới luật đó, thì mai mốt đi xuống còn xa hơn quý vị nữa. Không, mình nó đi nó lại đồng đạo. Cho nên đồng đạo chúng ta ráng nghe. Nếu bây giờ mà chúng ta có học, học giờ này thì mai mốt chúng ta đỡ học,
mà khái niệm mình cũng nói hoài đậm đậm. Nếu giờ này chúng ta ráng học, ráng nghiên cứu thì sau này sẽ rút ngắn cái thời gian để chúng ta đỡ hơn. Còn giờ này chữ A chữ B mình không biết nữa, tu hành giảng thầy không biết, mà lỡ mai kia móc nọ chúng ta có một túc duyên để được về gặp thầy, thì lúc bây giờ chúng ta học lại mẫu giáo đó, học lại tự động. Cho nên giờ này Đức Thầy mới dạy lúc rảnh việc nên cường thường coi kệ giảng. Cho nên giờ này Đức Thầy mới dạy chúng ta là khái chí tâm học hành kinh sám, là như thế đó đồng đạo. Cho nên đó là chúng tôi nói hai cái ý trong cái từ là phổ cứu nhân sanh. Hiện tại chúng ta đã làm rồi, và tương lai chúng ta càng làm tích cực hơn nữa. Và Đức Thầy dùng từ khắp đại đồng, đại đồng chuông đạo bốn ngân, mà Đức Thầy dạy kính thưa đồng đạo, hay gọi là ta bà thế giới sắc không một màu. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì đại đồng là chỉ cho tất cả, chứ đại là lớn, chứ đồng là cùng khắp, đại đồng là cùng khắp. Cho nên hôm nay mình đã làm được rồi. Tôi nói ví dụ như giờ này mình thuyết giảng ở đây, mình đang phổ hóa nhân sanh, là phổ cứu nhân sanh, thì hội trường này giờ này chúng ta giờ đêm lại có 200 à. Nhưng mà không dừng ở 200, mà ở đây có đồng đạo Tân quay ghi hình lại, và chúng tôi ghi hình lại, thì cái bài nói chuyện này mai kia mốt nọ nó đưa lên mạng, thì cả thế giới người ta xem, cả thế giới người ta xem khắp đại đồng rồi. Dầu rằng nó không hết, không đạt chỗ khắp đại đồng, nhưng một phần nào đó những cái thông tin này, rồi đồng bào chúng ta hải ngoại, đồng bào chúng ta ở trong nước ngoài nước cũng có thể biết được rằng ngày hôm nay ông Phan Chí Tâm ông thuyết giảng tại đây, không đồng đạo, để nghe lại những cái khái niệm, những lời nói mà tôi chia sẻ với đồng đạo ra đây, cũng như chia sẻ đồng đạo trên mạng, thì đó là chúng ta đã góp phần phổ hóa nhân sanh khắp đại đồng rồi. Đại đồng rộng lớn đồng đạo, thì nó không hết, thì đó là cái nhiệm vụ sau cùng mà Đức Thầy trao truyền cho cô ký giỏi. Và đó cũng là cái nhiệm vụ sau cùng mà Đức Thầy trao truyền lại cho tất cả chúng ta. Như vậy thì trở lại với bốn câu giảng này: rài đã tu thân lánh vụ hồng, và đừng suy nghĩ chuyện minh mông, để tâm yên tĩnh tầm chân lý, phổ cứu nhân sanh khắp đại đồng. Vậy thì qua bốn câu giảng này là một pháp tu. Trong pháp tu này gồm là học, hành và truyền. Vì vậy nên yếu tố đầu tiên chúng ta phải học đạo à. Chúng ta phải là người biết đạo à, đồng đạo à. Biết đạo tùy thời mau tránh khổ, chứ đừng thi thố những tài ba. Vì vậy nên mình biết đạo, có được một cái nền tảng, thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề ở trước mắt, và giải quyết được vấn đề ở tương lai. Cho nên hôm nay mình phải nhận cho đúng, mình phải biết đạo, mình phải là cái người tầm chân lý, thì chúng ta mới đạt được kết quả. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Dầu đang Đức Thầy dạy tu thân đầu tiên, nhưng mà giờ này chúng ta không học Phật thì chúng ta cũng không biết đường tu thân đồng đạo. Cho nên vì văn chương, cho nên Đức Thầy dùng văn chương, Đức Thầy có đạo ngữ như vậy. Nhưng mà thật chất ra cái yếu tố quan trọng bốn câu giảng này là chúng ta phải học trước đồng đạo. Học xong rồi chúng ta mới làm theo. Cách làm theo này chúng ta đi tuần tự, từ những cái việc tu thân, hay còn gọi là tu nhân. Hai khái niệm này giàu có khác nhau ở văn phạm, nhưng mà đi sâu vào nghĩa lý thì không khác. Cho nên hôm nay học xong rồi thì chúng ta phải tu mới được đồng đạo. Mình phải sửa mình. Ngoài cái việc sửa mình thì chúng ta phải sửa lòng. Sửa mình là chúng ta thân khẩu ý mình không có phạm vào 10 điều ác. Chúng ta phải tu thập thiện nghiệp, và đồng thời bên cạnh đó thì tâm chúng ta phải là chân chánh, tâm chúng ta phải là yên tĩnh, tâm chúng ta không có động. Cho nên qua đoạn giảng này về pháp hành đạo, yếu tố đầu tiên là chúng ta tránh tam nghiệp, chừa thập ác, hành thập thiện. Rồi đồng thời bên cạnh đó, về phương diện tâm linh, chúng ta phải chuyên trì niệm Phật, chúng ta phải giữ gìn giới luật. Hai cái yếu tố này không thể nào thiếu. Như vậy thì hành 10 điều ác gọi là hành thiện. Chúng ta niệm Phật làm lành, hành 10 điều ác là chúng ta đang làm lành, niệm Phật làm lành, và chúng ta giữ gìn giới luật. Rồi đồng thời có niệm Phật, có làm lành, có giữ gìn giới luật. Và yếu tố sau cùng là chúng ta phải truyền đạo. Cái tâm chúng ta phải hướng đến cộng đồng, tâm chúng ta hướng đến nhân loại chúng sinh. Cũng như đoạn văn bản mà tôi nhắc lại trong cái phần chánh tư duy đó,
Vì thế hãy đặt tư tưởng mình vào trong công cuộc cứu ớt quần sanh, thoát vòng trầm luân quan nghiệp. Vì vậy cho nên chúng ta phải truyền đạo. Hôm nay mình phải làm sao thực hiện đúng theo những gì Đức Thầy dạy, để rồi chúng ta tiếp bước với Thầy. Giờ này Thầy vắng mặt rồi, Thầy để lại một kho tàng pháp bảo quyển sám giảng thi văn toàn bộ, mà giờ này chúng ta không nhắc nhở với nhau thì quyển sám giảng thi văn của Thầy sẽ đi vào trong mai một. Nhờ mỗi đồng đạo chúng ta học nè, chúng ta ngâm nga hiểu nghĩa nè, rồi chúng ta nghiên cứu nè, để rồi chúng ta chia sẻ với nhau mà đại để là các buổi thuyết giảng thế này. Và đồng thời chẳng những chia sẻ tại đây mà sau này đến ngày Thầy về, chúng ta vẫn tiếp tục làm một cái nhiệm vụ này để chúng ta phổ pháp. Chúng ta biến cả cái cõi đời này, cõi đời đau khổ này, thành cái cảnh thần tiên tại thế, thành cái cảnh mà Đức Thầy dạy là làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, thành cái cảnh mà Thầy dạy rằng thở xưa thời buổi thuấn nghiêu, thái bình thạnh trị mến yêu kháng tình. Thì đó là ý sau cùng mà chúng tôi muốn trình bày qua bốn câu giảng này. Thì kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng đã hết ý rồi. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên kính cảm ơn và cầu chúc tất cả đồng đạo chúng ta tinh tấn tu hành cho đến cái ngày thành công viên mãn. Tất cả đồng đạo chúng ta luôn luôn ghi nhớ lời Đức Thầy dạy, tỉnh ngộ đã nghe lời Phật thuyết, thoát mê suy nghiệm lẽ quyền thâm, mau chân bước đến Long Hoa hội chầu Phật và vui cõi đại đồng. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà.